Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay qua review căn nhà tại hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà thì sổ hồng riêng, diện tích thì ngang 4 dài 17, công nhận thì ngang 4 dài 12 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Nhà thì trước có cái sân rất là rộng luôn. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ mốt 50, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem căn nhà nha. Đây là trước đường nha cô chú anh chị. Đây là ngoài 1886 mình đi vô. 886 thì xe hơi vô tới đây luôn nha cô chú anh chị. Vô tới đây luôn. Đây là quẹo đây. Nhà đây nha cô chú anh chị. Trước nhà thì gần được 3 mét mấy luôn. Đây, nhà một lầu. Trên có ban công nha cô chú anh chị. Sân rất rộng rãi luôn. Vô trong thì cái sân nhưng mà ở ngoài nó có cái cửa bốn kính luôn chú anh chị, cửa bốn kính mà bằng sắt trước cái sân đây. Sân này thì để xe máy thoải mái. Nhà một lầu có ban công luôn, trong thì cửa nhôm xi pha bốn kính nha chú anh chị. Nhà thì hướng chính hướng nam, cửa nhôm xi pha bốn kính. Nhà thì nhà mới nha cô chú anh chị. Mua bán chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn. À, đây là không gian phòng khách nè. Mua bán chủ nhà tặng sofa rồi hết cho mình luôn. Trước có cái sân khá rộng nè. Khu dân cư thì hiện hữu. Sàn thì ốp gỗ hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách tường ốp gỗ rất là đẹp. Chỗ này mình về mình để tivi đồ đây nha cô chú anh chị, rất là rộng rãi đẹp đẽ này. Ngang 4 dài 17 m, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 4 tỷ mốt 50, còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà số hồng riêng, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn. Đây ở sau thì ở dưới mình có 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị, ở dưới tầng trệt thì có 2 phòng ngủ. Đó, dưới tầng trệt cái 2 phòng ngủ. Cửa thì cửa nhôm xi pha nha chú chị. Đây là kệ sắt thì âm dưới tường luôn nè. Nhà thì nhà mới. Em đưa chú chị xem phòng kế bên. Phòng nữa là ở dưới tầng trệt có 2 phòng rồi nhà bếp. Nhà tất cả là cửa nhôm xi pha hết em chú chị, mà ở dưới thì hai phòng đều có cửa sổ hết nha. À, cửa nhôm xi pha đó. Nhà thì phòng trong phòng thì phòng nào có cửa sổ hết. Thì cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Chú anh chị đi muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa chú anh chị xem nhà. Nhà thì ở hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4 dài 17 m. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ mốt 50, còn thương lượng chính chủ nhau chú anh chị. Đây là không gian nhà bếp. Thì chỗ này chủ nhà có trang bị sẵn cho mình cái chỗ này mình để máy giặt nha quý chú chị. Ngoài này có cái cửa sổ rất là thoáng, trên thì tủ kệ bếp. Ở dưới thì lớp đá hoa cương này. Rất là đẹp.
ngang 4, dài 17 mét, công nhận 12 mét rưỡi nha chú chị, trước cái sân nữa. Đây, nhà vệ sinh của dưới tầng trệt. Nhà thì rất rẹp nha chú chị. Nhà là nhà mới. Đây là không gian nhà bếp này. Để cô chú anh chị lên lầu xem trên lầu. Em sẽ nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1886 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 17 mét, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 1 50, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì có phòng thờ riêng nha cô chú anh chị. À, đây là không gian phòng thờ nè. À, đây là không gian phòng thờ nha quý anh chị. Trong đây thì nhà vệ sinh. Không gian phòng thờ. Nhìn đây thì cái phòng ngủ nha quý anh chị. Nhà thì hướng chính là hướng nam. Nhà làm rất đẹp, rất sang trọng nha chú anh chị. Em đưa chú anh chị xem ban công trước, lò 1. Nhà thì có rèm cửa hết rồi nha chú anh chị. Hướng thì hướng nam. Đây là ban công lò 1 rồi. Trước là cái sân. Nhà là khu dân cư hiện hữu. Phòng trước lầu 1 rất là rộng rãi nha các anh chị. Phòng lớn luôn. Ở đây có bức tranh, có đồng hồ rất đẹp. Tranh đá. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1886 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 17 mét, công nhận 4-12 mét rưỡi, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 1 50, còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà 17 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản Bán Nhà 17 Chính Chủ. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã theo dõi cái kênh Bán Nhà 17 Chính Chủ nha cô chú anh chị.